Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ đãi cả nhà một món hải sản rất là thơm, rất là ngon, nó dai dai sực sực. Đó là món ốc giác các bạn nha. Và món này sẽ thực hiện với món là ốc giác xào mì, ốc giác xào nước muối cả nhà nha. Trời ơi, ăn rất ngon cả nhà ơi. Rồi chúng ta cùng vào bếp nào. Với nguyên liệu chúng ta sẽ có là một con ốc giác khoảng cỡ 6-7 lạng các bạn nha. Và mình sẽ hấp luộc các bạn chính với gừng và sả các bạn nha. Đó. Và chúng ta sẽ có là 2 bát mì. Đó, lát mình sẽ trụng cần sơ vào các bạn nha. Cùng với 200 rau muống mình đã cắt lên các bạn. Đó, cắt thành thanh thanh các bạn nha, rất là đều nha luôn. Ok, mà ra chúng ta sẽ có gia vị như sau, là mình sẽ có là 20g đường cả nhà nha. Cùng với 10ml dầu ăn. Ngoài chúng ta sẽ có là 5g tương ớt cả nhà nha, cùng 10g dầu hào, một trái ớt lát mình trang trí các bạn nha. Và chúng ta sẽ có là 5g sa tế các bạn nha, cùng với 5ml nước mắm. Và chúng ta sẽ có 10g tỏi và 10g hành tím cả nhà nha, mình cắt nhỏ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nấu ăn các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ cho sả cùng với gừng vào, mình sẽ nấu nước sôi lên. Sau khi nước sôi mình sẽ cho cái ốc giác vào mình để mình luộc thôi nha. Mình chỉ luộc khoảng 10 phút á, từ khi nước sôi là sẽ chín, đừng có luộc lâu các bạn nha, sẽ mất hết chất. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi khác và mình sẽ chờ trụng cái mì các bạn nha. Mình sẽ cho 2 bát mì vào, mình sẽ trụng khoảng tầm 30 giây các bạn. Ở các bạn đừng để mì nó chín quá nhanh, lúc mình xào nó sẽ bị bở các bạn. Mình sẽ thấy cái mì bắt đầu nó mềm ra, mình sẽ cho vào nước lạnh liền các bạn nha. Đó, để giữ mì nó sẽ còn cái độ dai sực sực các bạn. Đó, nó bở sẽ không ngon các bạn nha, là lát mình sẽ còn xào nữa các bạn. Ok, và mì đã mềm các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào nước lạnh liền các bạn nha. Để giữ cái độ dai của mì các bạn, nó sẽ rất ngon các bạn nha, lưu ý nha. Không có bạn nào muốn chắc ăn thì hấp mì cũng được thì, đó, thì các bạn lựa chọn nha. Ok, và ốc giác đã chín các bạn, nó thơm mùi xả gần của các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình cũng sẽ trụng nước lạnh để mình rửa lại cho kỹ các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ lấy cái phần thịt ốc ra các bạn nha. Ok, mình đã rửa sạch sẽ ốc giác các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái thìa các bạn. Mình sẽ cắm vào thịt và mình sẽ lấy từ các bạn nha. Thì ốc giác là một trong những loại thịt nó sẽ khá là cứng, tại vì nó sắn bên trong các bạn, rất là lâu, rất là cứng các bạn nha. Mình phải lấy từ từ các bạn nha. Đó. Thì từ nó mới ra được hết cái phần thịt bên trong. Thì cái phần mà thịt bên trong cùng á, là cái phần nội tạng đó thì mình sẽ không có dùng, mà rất là đắng. Mình sẽ dùng cái phần thân trên thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó là gần như một con ốc giác các bạn ơi. Đó, rất là ngon các bạn nha. Ok, và mình đã rửa sạch cái phần ốc giác các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt các bạn nha. Đó, cắt mỏng mỏng và lát mình sẽ xào mình ăn các bạn. Đó, ốc giác rất là dai, các bạn phải cắt mỏng nha, sẽ ăn rất là ngon hơn các bạn nha. Và cái phần đuôi ấy, mình sẽ không có dùng các bạn, nó sẽ đắng nha. Ok, và cái phần ruột á, cái phần mà nội tạng đó mình sẽ bỏ các bạn nha, phần đắng á, trừ cái phần thân chơi, phần này ăn dai dai sạch các bạn. Và cái phần nội tạng á, mình sẽ bỏ các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị chế biến các bạn nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái chảo và mình sẽ mở lửa nóng lên, cho dầu vào các bạn nha, mình sẽ phi thơm tỏi và hành tím các bạn. À, sau đó mình sẽ cho cái gia vị vào, cuối cùng mình sẽ cho ốc vào mình xào các bạn nha. Khi mà xào ốc săn lại thì mình sẽ cho cái mì và rau muống vào là xong cái món rồi các bạn nha, rất đơn giản luôn. Giờ mình sẽ phi thơm tỏi và hành tím các bạn nha. Ok, sau khi mà phi thơm hành tím tỏi thơm, mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại như là tương ớt nè, nước mắm nè, dò hào nè, sa tế nè. Đó, mình sẽ cho cái nguyên liệu đó vào các bạn nha. Đó, mình sẽ chọn nguyên liệu lại, biết vị các bạn nào muốn mà đậm đà hơn có thể cho tăng thêm cái lượng dầu hào tươi ớt nha. Đó. Ok, sau đó mình sẽ cho cái đường vào các bạn nha. Đó, mình sẽ nấu cho hỗn hợp bị tan hết các bạn. Đó, cuối cùng mình sẽ cho cái ốc vào xào cho nó thấm gia vị các bạn nha. Ok, và sau đó mình sẽ bắt đầu mình cho mì vào mình xào các bạn nha. Đó,
ống săn lại đó. Bây giờ mình cho cái mì vào mình xào, sau đó mình sẽ cho muống vào là xong các bạn nha. Đó, ra muống, các bạn mà muốn giữ cái màu xanh đó đẹp á, các bạn mở lên lớn mình xào trong vòng khoảng cỡ 20-30 giây các bạn. Đó, nó sẽ chín mà gọi là nó không có dập các bạn, nó sẽ là ăn sẽ giòn giòn các bạn nha, rất ngon các bạn nha. Và ok, ốc giác xào mì và rau muống cuối cùng đã xong các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa trang trí và mình thưởng thức cả nhà nha. Mình sẽ ăn kèm với các loại nguyên liệu như là rau răm các bạn nha. Đó, các bạn muốn ăn giò cho tỏi, hành phi vô. Đó, xịt thêm miếng tiêu ớt nữa là xong cái món mì xào rau muống cùng ốc giác. Và cuối cùng chúng ta đã có một dĩa ốc giác xào mì, ốc giác xào rau muống cực kỳ ngon cả nhà ơi, với ốc giác thơm dai dai sực sực, giòn giòn ăn cùng mì sợi đó, cũng rất là giòn, rất là thơm cả nhà, rất dai dai cả nhà nha. Chưa kể cái rau muống cũng vậy các bạn, rất sực sực luôn. Rồi ba nguyên liệu được kết hợp với nhau thì quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, các bạn có thể ăn kèm thêm một chút rau răm đó. Rồi bạn muốn cây thêm thì cho một xíu tương ớt cùng tỏi phi, hành phi các bạn nha, cũng rất là ngon cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với bữa ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.